Quang Huy, Kim Thảo xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 28 tháng Chạp. Và Kim Thảo cũng rất vinh dự khi được đồng hành cùng quý vị và Quang Huy trong số phát sóng đặc biệt này. Và số phát sóng cuối năm cũng chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ tạm biệt năm Canh Tý để bước sang năm mới, năm Tân Sửu. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp và các cơ sở khẩn trương trong các hoạt động chăm lo Tết và công tác tổ chức các hoạt động tiễn công nhân, người lao động về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình. Bên cạnh đó là hoạt động đền ơn đáp nghĩa và những xúc cảm trong hành trình về nguồn. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết trong bản tin theo dòng sự kiện ngay sau đây. Thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc hoặc bị giảm lương do dịch bệnh COVID-19, bị bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động. Ngày 4 tháng 2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tặng quà hỗ trợ cho 200 công nhân viên chức lao động thuộc công đoàn ngành dệt may, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú và Liên đoàn Lao động quận Bình Tân mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Mình nhận được cái phần quà của công đoàn thành phố thì mình cũng thấy cũng là rất là vui mừng. Hôm nay mình nhận được cái phần quà của Liên đoàn Lao động thì mình cảm thấy là phần quà này cũng hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn thành phố cho đoàn viên người lao động khó khăn dịp Tết Tân Sửu 2021. Ngày 31 tháng 1, Liên đoàn Lao động quận 8 đã tổ chức trao quà chăm lo cho 78 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ và nghiệp đoàn giáo viên mầm non có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 30 suất quà của Liên đoàn Lao động thành phố và 48 suất của Liên đoàn Lao động quận 8. Mỗi phần quà trị giá tương đương 1 triệu đồng. Song đó, Liên đoàn Lao động quận 8 cũng đã tổ chức ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình, bày bán các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với ưu đãi giảm giá đến 50% cho công nhân người lao động trong 2 ngày 30 và 31 tháng 1, phục vụ cho gần 1.000 lượt người. Dịp Tết Tân Sửu năm nay, Liên đoàn Lao động quận 8 đã chăm lo cho 1.783 đoàn viên với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 38 triệu đồng. Chiều ngày 29 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh đã tổ chức hội nghị tuyên dương những tập thể cá nhân đã thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2020. Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh đã trao tặng giấy khen cho 30 tập thể, 57 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 31 gương người tốt việc tốt, 68 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà và trao tặng giấy khen cho 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng bằng lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Khánh Hưng, Phó Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Thì nhân cái giải này cũng là một cái niềm động lực để cho tôi phát triển tiếp tục trong công việc và sẽ truyền lửa và chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như công việc sắp tới cho toàn thể cán bộ công viên. Phong trào đó sẽ góp phần rất lớn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng cũng như của thành phố nói chung. Và tôi mong mỏi rằng sẽ có nhiều tấm gương nữa ở các cái đơn vị khác để cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng nở rộ. Đội ngũ công nhân lao động của huyện đã từng bước khẳng định sự tiến bộ về trình độ, tay nghề, góp phần tích cực cho sự phát triển ổn định và bền vững của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Sáng ngày 26 Tết tại ga Sài Gòn, Tết đã về qua từng bước chân vội vã của hành khách, qua từng ánh mắt ngóng đợi giờ khởi hành. Trong ngày này, hai chuyến tàu mùa xuân do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xuất phát, đưa 500 gia đình công nhân với hơn 1.000 người, bao gồm vợ chồng, con công nhân tiêu biểu trở về quê hương đón Tết cùng gia đình. Cảm giác là rất là vui và hạnh phúc, giống như là mong là tàu chạy nhanh nhanh để sắp được về nhà. Dạ, không có ngủ được hết cả đêm luôn á. Cha mẹ rất là trông mà ngày nào cũng điện hỏi là bao giờ lên tàu. Quê Nghệ An 5 năm rồi chưa về, năm muốn về quê đâu ngủ đâu, tao thức không ạ.
Chỉ còn vài ngày nữa giao thừa sẽ đến, mùa xuân mới sẽ về với đất trời. Năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi hỗ trợ 35.000 vé xe, tàu hỏa, máy bay miễn phí cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trong chương trình Tấm vé nghĩa tình. Trong ngày 6 và ngày 7 tháng 2, tại Nhà văn hóa Khu công nghệ cao và Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tiễn hơn 1.600 công nhân về quê đón Tết. Từng chuyến xe, chuyến tàu lần lượt nối nhau chở những người con xa quê trở về đoàn tụ với gia đình, chở cả những lời chúc năm mới an khang của tổ chức công đoàn thành phố về những miền xa. Tiễn người đi với bao lời chúc một mùa xuân mới an vui, tiễn người với thông điệp hẹn ngày trở lại. Chẳng quà nào bằng gia đình sum họp, chẳng Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Những chuyến tàu chở người về quê hương, chở niềm vui đoàn tụ, chở mùa xuân của nhiều gia đình về theo. Trong chuỗi các hoạt động thiết thực chăm lo cho đời sống tinh thần của công nhân viên chức người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021, công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân viên chức lao động vui xuân đón Tết. Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã phối hợp với Ban giám hiệu Công đoàn Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Sài Gòn Tourist tổ chức hội thi gói bánh cổ truyền Xuân Tân Sửu 2021. Hội thi đã thu hút 30 đội tham gia đến từ 12 đơn vị là các công đoàn cơ sở và sinh viên trường Sài Gòn Tourist tham gia hội thi. Mỗi đội gói 12 đòn bánh tét trong 60 phút với nguyên vật liệu có sẵn và thời gian nấu bánh là 8 giờ. Những đôi tay dù không chuyên nhưng vẫn chăm chút và nâng niu từng đòn bánh tét. Tôi rất là háo hức, mong chờ tại vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia cái hội thi này gói bánh tét như vậy. Để tạo ra một cái sân chơi cho người lao động trong tổng công ty để mà giao lưu đoàn kết với nhau cũng là cái dịp mà lễ hội cổ truyền. Và sau khi mà cái bánh tét này được gói xong á, thì qua ngày hôm sau là ban giám hiệu nhà trường sẽ lên làm cái hoạt động từ thiện ở Củ Chi. Hòa cùng không khí nhộn nhịp những ngày xuân gần kề, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân cũng tổ chức hội thi trang trí cành mai cành đào tại công ty trách nhiệm hữu hạn Powergen Việt Nam. Hội thi đã thu hút 259 đội dự thi với sự tham gia của hơn 2.000 công nhân đang làm việc tại công ty Powergen. Các đội dự thi được ban tổ chức hỗ trợ kinh phí để thực hiện trang trí một cành mai và một cành đào, góp phần cho sắc xuân tại đơn vị. Còn hoa mình tự cắt thủ công, mình làm, mình tạo thành bông hoa luôn. Nhìn quang cảnh xung quanh thì có không khí Tết về mọi nhà, về muôn nẻo rồi. Người thì cắt giấy, người thì gấp giấy và ghép lại rồi thì chia giao thời gian ra làm. Nhờ có lễ hội này mà mình cảm thấy là mình đón được không thấy ngày Tết là sắp đến. Mình rất là vui ạ. Những hoạt động thiết thực này là sân chơi bổ ích, là nguồn động viên tinh thần cho công nhân lao động tiếp tục làm việc, sản xuất, cống hiến cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, bên cạnh việc thực hiện sứ mệnh chăm lo cho công nhân viên chức người lao động, thì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đều đặn hàng năm như một truyền thống của tổ chức công đoàn thành phố. Trước thềm năm mới Tết Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức 6 đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cho 20 gia đình liệt sĩ, cán bộ công vận công đoàn và các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố qua các thời kỳ. Vinh dự được đồng hành các đoàn lãnh đạo trong hành trình này, phóng viên truyền hình Công nhân Công đoàn đã ghi nhận và chia sẻ những trải nghiệm trong hoạt động về nguồn lần này. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngay sau đây. Tết là lúc chúng ta nhìn lại một năm của chính mình, cũng là thời điểm để nhìn xa hơn, hy vọng nhiều hơn về những điều mới mẻ, về những mục tiêu lớn lao hơn cùng sự thành đạt trong năm mới. Với nhiều người, được về thăm nhà, quây quần cùng người thân, thăm hỏi bạn bè hoặc những trải nghiệm cùng chuyến đi nho nhỏ cũng là cách để thỏa lòng và tái tạo năng lượng. Riêng tôi, được đồng hành trong các hoạt động chăm lo Tết cho viên chức người lao động của Liên đoàn Lao động Thành phố, Tết đã về với tôi từ rất sớm. Tầm nhớ dài quá, biết tình nhớ tình.
Như thông lệ hàng năm và nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa Tết Tân Sửu của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình về Tiền Giang và Bến Tre hôm nay là một trong những chuyến thăm và chúc Tết gia đình liệt sĩ công vận. Họ là những người vợ, người em, người con của các liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Anh em mà biết vậy nhớ về cũng mừng. Cái nhà vậy mà bốn cái hầm ở, bốn hầm cho mấy ông trốn ở. Nhớ rồi đó tôi nói nhớ. Xung quanh cái nhà mà bốn chỗ ở mấy ông, một chỗ ở là 6-7 người xuống. Là mấy ông vậy, cái miệng có cơm à, trước đó đây ông là căn cứ của Mỹ ở đây nè. Nó coi như là đây là dành đai Mỹ mà nó bắt đầu nó từng tiêu cái dành đai, nó bảo vệ cái dành đai này nè, tối ngày rồi sáng đêm còn máy bay á. Coi như là giờ này nó bay ngược vừa nè. Cái thằng bay coi như là ngồi thấy mấy người Mỹ ngồi trên máy bay luôn. Những câu chuyện đã tròm trèm 50 năm, nhưng qua lời kể của cô Tuyết, chú Ba Hồng thì nó vẫn mới như chuyện vừa hôm qua thôi. Chuyện có thể cũ nhưng lòng người luôn mới, nhất là khi được kể cho con cháu nghe, kể với người trẻ hôm nay về một thời thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Ông đi hồi mới mấy tuổi, mới đám cưới rồi đi miết luôn tới chết rồi. Giờ coi như là mình là sướng gấp trăm lần á, cũng như theo lời bác Hồ nói là còn non còn nước còn người mà người ta thắng Nhật Mỹ xây dựng hơn 10 ngày nay là tất nhiên ngày nay là hơn 100 lần chứ đừng nói chỉ 10 lần. Thay mặt cho ban thường vụ liên đoàn thành phố cũng như là các anh chị trong tổ công tác xin gửi đến các cô chú là thân nhân của gia đình các liệt sĩ công an của cộng đoàn cùng toàn thể gia đình có một cái năm mới được mạnh khỏe, hạnh phúc, khỏe mạnh hạnh phúc. Thôi giờ lại nhà anh gì cái nhà chị gần đây không? Dạ nhà em bờ sinh dưới á, hả? Để đi tới thăm nhà. Dù biết thời gian rất ít và có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến đi, nhưng đồng chí Phạm Chí Tâm và các thành viên trong đoàn không từ chối lời mời đến thăm nhà để hiểu hơn thực tế đời sống của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bé Sáu. Phút giây này càng thấy rõ hơn cái tâm, cái trí của người làm công tác lãnh đạo các hoạt động chăm lo cho người lao động. Không chỉ là trách nhiệm, mà đó còn là tình, cái tình giữa người với người. Đến thăm hỏi, động viên, đó là các cô chú, anh chị, là gia đình, những thân nhân, là thờ cúng những liệt sĩ là công vận của công đoàn ngày xưa. Đó thể hiện cái tấm lòng tri ân, cái uống nước nhớ nguồn của cán bộ công đoàn, của Liên đoàn Lao động thành phố, cũng như là của đội ngũ công nhân thành phố đối với lại những người đi trước. Dẫu phải rời đi để kịp lịch trình còn khá dày phía trước, nhưng câu chuyện về những mái nhà, những con người vừa mới gặp đã là chủ đề trao đổi được các thành viên tiếp nối ngay trên chuyến xe này. Đó là những trăn trở về chất lượng cuộc sống của các gia đình liệt sĩ công vận. Ai cũng mong sao không chỉ ngày Tết mà bất cứ ngày nào trong năm, các cô chú đều thật khỏe mạnh và luôn đủ đầy. Đúng như cái tên quen thuộc, quê hương xứ dừa, Bến Tre đón chúng tôi bằng những con đường bình yên vô tận. Đường về thăm gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Lâm đã quá quen thuộc với các cán bộ công đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra năm nay hồi sáng nghe nó xuống cái rồi ở nhà chờ. Cũng vì lẽ đó, cuộc gặp gỡ này thêm phần rôm rã, vẫn là cảm xúc tinh tươm của ngày đầu xuân. Những đôi chân không mỏi, những bàn tay mang hơi ấm nghĩa tình và những nụ cười đã đưa người với người được gần nhau hơn. Tết không chỉ hiển hiện trong những món quà xuân, những tấm vé nghĩa tình tiếp sức cho người lao động xa quê vượt qua khó khăn để sum họp cùng gia đình, mà Tết còn là những chuyến đi,
là hành trình về nguồn với sự đong đầy của lòng biết ơn từ thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe cùng những ngày Tết đoàn viên, sum họp cùng gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đặc biệt ngày mùng 5 Tết cũng trên sóng HTV9.